Và nghiệp được giải thích ở trong các bản sớ giải. Thứ nhất đó là nhận thức nghiệp. Nhận thức tức là phân biệt rõ. Và phân biệt rõ những nghiệp nào nên làm và những nghiệp nào không nên làm. Ví dụ như nghiệp nhiễm, nghiệp không theo quy tắc, hành động ngược với lễ phái, những lễ thông thường không nên làm. Còn đối với những nghiệp mà đưa đến thiện lành tốt phù hợp với quy tắc thì nên làm. Nghiệp là một trong các loại chướng ngại. Làm nghiệp là một trong ba loại chướng ngại: chướng ngăn thánh đạo, chúng ta thấy có những việc làm nó chướng ngại thánh đạo, có những việc làm đưa đến giác ngộ giải thoát. Trong đó có ba chướng khiến cho hữu tình tồn tại lâu dài ở trong luân hồi sinh tử. Và ba chướng đó là: thứ nhất là nghiệp chướng. Nghiệp chướng tức là để chỉ, khi chúng ta nói nghiệp chướng ở đây tức là chỉ cho việc làm xấu ác, những tội nó khiến cho hữu tình chúng sanh tạo nghiệp đó thì sẽ tồn tại lâu dài trong luân hồi sinh tử, như là tội ngủ vô gián, tức là giết cha giết mẹ giết A-la-hán, là phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu, tổn hại đến Đức Phật. Thì như vậy đối với những việc làm, những nghiệp chướng gây chướng ngại này, người tạo tác đó cực ác, tạo tác cái việc cực ác, sau khi mệnh chung thì rơi vào trong cảnh khổ đau, và đây gọi là trọng nghiệp, nghiệp nặng. Đó là chướng ngại thứ nhất. Chướng ngại thứ nhất là nghiệp chướng, thứ hai là phiền não chướng, và dị tục thứ ba là dị tục chướng. Ba cái chướng ngại này nó làm cho hữu tình chúng sanh cứu trụ ở trong luân hồi sinh tử, tức là ở lâu trong luân hồi sinh tử. Thứ nhất là nghiệp chướng, tức là phạm trong những tội cực ác, như là tội ngũ vô gián, tội mà sau khi chết thì rơi vào cảnh khổ đau, rơi vào cái cảnh khổ đau cùng cực, ở trong cảnh khổ đau cùng cực lâu dài, không có cơ hội để tu tập. Và phiền não chướng, tức là chướng ngại là do phiền não gây ra. Tùy theo cái ảnh hưởng của phiền não, là chia ra làm hai loại: số hành và mãnh lợi. Loại thứ nhất là số hành, loại thứ hai là mãnh lợi. Số hành tức cái loại phiền não nó thường khởi, khó đoạn trừ, thường khởi hành khởi, khó đoạn trừ. Ở thứ hai là mãnh lợi. Mãnh lợi tức là không thường khởi, dễ chớ ngự, có nghĩa là dễ đoạn trừ, loại trừ, dễ điều phục, dễ chớ ngự. À, thì chướng thứ nhất là phiền, thứ nhất là nghiệp, trọng nghiệp, thứ hai là phiền não, và thứ ba là dị tục. Từ dị tục tức là chín, chín mùi, chín tức là quả báo. Quả báo đưa đẩy chúng sanh rơi vào trong những cảnh giới. Trong những cảnh giới đó, chúng sanh không có cơ hội để tu tập, nên gọi là chướng, gọi là báo chướng.
quả bao chướng, chướng quả bao chướng. Thứ nhất là nhất thiết ác thú, những cảnh giới ác như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cảnh giới ác, cảnh giới mà không có cơ hội để thực hành Phật pháp, mà ở trong cảnh giới đó luôn chịu những khổ đau đối khác, đó gọi là cảnh ác, cảnh giới ác. Quả báo thứ hai đó là Bắc Câu Lô Châu, đó là một trong bốn đại châu theo quan niệm về vũ trụ, gọi là vũ trụ quan của Ấn Độ. Và trong đó Luận Câu Xá cũng một phần ảnh hưởng vũ trụ quan này. Thì theo vũ trụ quan của Ấn Độ thì Bắc Câu Lô Châu là một trong bốn đại châu ở phía bắc của núi Tu Di, nơi mà chúng sinh hưởng nhiều phước báu. Nhưng một điều là không có tin tưởng vào Phật pháp, có nghĩa là không tin tưởng vào chân lý để tu tập. Cho nên ở nơi đây khi hưởng hết cái phúc báo rồi lại đọa lạc vào các cảnh giới khổ đau. Thì chướng ngại về quả báo thứ ba đó là vô tưởng thiên. Vô tưởng thiên, ở Đức Phật luôn cảnh giác đệ tử của Ngài, tất cả các hành giả tu tập về thiền, về thực hành thiền định, là tránh xa cái loại định vô tưởng này. Có nghĩa là thành tựu loại tưởng này thì con người rơi vào cái cảnh giới là không có tưởng, nên đây gọi là vô tưởng thiên. Chỉ có tưởng khi mà sinh ra, khi sinh ra xong là không còn có tưởng nữa, luôn nằm trong cái trạng thái là vô tưởng. Và khi chết, khi sinh và khi tử mới khởi tưởng, khởi tưởng lên là sinh ra, khởi tưởng lên là chết. Như vậy đây là quả báo nó gây chướng ngại: nhất thiết ác thú, Bắc Câu Lô Châu và vô tưởng thiên. Tưởng diệt, đây là cảnh giới tối cao của Bà La Môn, tức là trong tu tập theo quan điểm thiền định của Bà La Môn là tu tập cố gắng để diệt trừ tưởng, không còn tưởng nữa. Trong các loại chướng ngại này thì phiền não chướng là chướng ngại lớn nhất. Vì tại sao? Vì phiền não chướng nó dẫn sinh nghiệp chướng. Có phiền não rồi phát sinh nghiệp, tạo nhận lấy quả báo. Và loại chướng kế tiếp đó là nghiệp, tức là tạo tác. Và sau cùng là dị thục chướng. Như vậy theo thứ tự từ chướng ngại lớn cho đến trung bình và tới nhỏ, đó là phiền não, nghiệp và dị thục. Một trong những nghiệp, những việc làm mà nó gây ra tổn thất cho số đông, cho nhiều người, tổn thất sự an lạc, sự hạnh phúc cho số đông, cho nhiều người, ảnh hưởng đến hạnh phúc an lạc cho số đông, cho nhiều người, đó là phá tăng. Phá tăng ở đây tức là gây chia rẽ, ly gián chúng tăng, hủy hoại bánh xe pháp, tức là gây trở ngại cái sự vận hành bánh xe pháp, gây ngăn
cản trở ngại, ví dụ như mình tạo thuận duyên để cho chánh pháp được lưu truyền, để được nhiều người biết đến, tiếp cận đến để tu tập, để có được hạnh phúc. Và cái người gây chia rẽ, gây trì trệ sự truyền bá chánh pháp thì gọi là phá tăng, là hay là phạm tội ly gián tăng, chia rẽ tăng, hủy hoại bánh pháp, bánh xe pháp. Đối với những người mà tạo ra cái nghiệp như vậy, đây là nghiệp nặng. Và yếu tố cấu thành tội trong ngũ vô gián, giết mẹ giết cha là tội vô gián, vì là hủy hoại ân đức cái người mà có ân đối với mình, tức là người sinh thành dưỡng dục mình, người sinh ra mình mà gây tổn hại, giết hại. Cho nên đó là cái yếu tố kết thành tội. Trong nghiệp cực trọng thì trong đó gây ly gián tăng, nói dối để ly gián tăng là nghiệp nặng. Trong các tội vô gián này là tội phá tăng là nặng nhất. Tại sao gọi tội phá tăng là nặng nhất? Phá tăng nói lời hư dối để phá tăng là cái tội nặng nhất. Vì người này làm tổn thương đến pháp thân của Như Lai. Pháp thân của Như Lai tức là lời dạy của Đức Phật, gọi là pháp thân Phật, tức là dạy lời dạy của Đức Phật. Người làm tổn thương đến lời dạy pháp thân của Như Lai, tức lời dạy của Đức Phật. Cái bánh xe pháp nó được luân chuyển, lời dạy của Đức Phật được truyền bá đến nhiều người thì nhiều người sẽ có được hạnh phúc, thực hành tu tập. Còn đây ngăn ngại, làm cho chướng ngại thì cũng đồng nghĩa với ngăn ngại hạnh phúc của người, của mọi người. Ngăn ngại hạnh phúc, ngăn ngại sự tu tập giải thoát của chúng sanh, của mọi người. Ở đây là nói theo cái thứ tự mà các tội nặng hay là nhẹ trong ngũ vô gián. Thì so trong các tội thì dĩ nhiên trong năm tội này là tội nặng rồi, mà trong cái thứ tự nặng nhẹ trong năm tội này thì cái tội mà phá tăng là nặng nhất. Rồi còn trong cái tội mà giết cha đó là nhẹ trong năm tội này, có nghĩa theo thứ tự. Thứ sáu là nguồn gốc của nghiệp. Nguồn gốc của nghiệp thì dĩ nhiên nghiệp ở đây chúng ta có thể nói chia làm hai, đó là nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nghiệp bất thiện và nghiệp thiện. Vô minh là nguồn gốc sinh, phát sinh ra bất thiện. Vô minh là một trong những yếu tố phát sinh ra nghiệp bất thiện. Nghiệp ác phát sinh từ ba căn bất thiện, đó là tham, sân, si. Nghiệp thiện thì phát sinh từ ba thiện căn: vô tham, vô sân, vô si. Đối với hữu tình chúng sanh thì cái việc làm của hữu tình chúng sanh thì thông thường là bị ba loại bất thiện chi phối. Trong kinh Tăng Chi, kinh Các Nguyên Nhân thì có nói lên nguyên nhân nghiệp phát sinh, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Có ba nguyên nhân khởi lên các nghiệp.
tham sân si. Có ba nguyên nhân khởi lên các nghiệp tham sân si là nguyên nhân khởi lên các loại nghiệp đó. Có ba nguyên nhân khởi lên các nghiệp vô tham, vô sân, vô si là nguyên nhân khởi lên các loại nghiệp. Có nghĩa là các loại nghiệp tiêu cực và các loại nghiệp tích cực. Ba nguyên nhân khởi lên nghiệp tiêu cực đó là tham, sân và si, đó là nguyên nhân khởi lên nghiệp tiêu cực. Ba nguyên nhân khởi lên nghiệp tích cực, nghiệp thiện là vô tham, vô sân, vô si. Phàm có hạnh nghiệp nào sanh từ tham sân si do kẻ vô trí làm, dầu có ít hay nhiều tại đây được cảm thọ, không phải tại chỗ khác. Do vậy vị tỳ kheo từ bỏ tham sân si. Nghĩa đoạn trích để nói lên cái sự tác hại của tham sân si, và vị tỳ kheo nên cảnh giác để loại bỏ tham sân si. Còn nếu như người có trí sáng thì sẽ loại trừ các loại tham sân si. Thứ bảy là nghiệp và hóa giải, là có những pháp tu, những việc làm để nó thành tựu các công đức và sẽ chuyển hóa nghiệp. Chuyển hóa nghiệp, hóa giải là chuyển hóa nghiệp. Ở đây có các quan điểm, có hai yếu tố mà đưa đến sự giải thoát. Tu tập đạt được sự giải thoát cần có hai năng lực: tự lực và tha lực. Tự lực và tha lực tức là sự nỗ lực của chính tự thân cá nhân và sự gia bị của chư Phật và Bồ Tát. Trong thập trụ Tỳ Bà Sa Luận cũng có đề cập đến cái phương pháp dễ và phương pháp khó. Phương pháp dễ tức là nương vào tha lực. Phương pháp khó trong tu tập đó là nương vào tự lực của mình. Ví như ở thế gian có con đường dễ đi và con đường khó đi. Con đường khó đi là chúng ta tự đi bộ. Còn con đường dễ đi thì chúng ta nương vào thuyền chẳng hạn để qua sông, hay là nương vào xe để đi đến một cái điểm nào đó. Đối với vị mà nương vào chính tự lực mình để nỗ lực để thành tựu được quả vị bất thối chuyển, hoặc là có những vị nương vào năng lực của chư Phật, của Bồ Tát để có cái sự gia bị đạt được sự giải thoát. Vậy ở đây chúng ta thấy trong các trường phái của Phật giáo thì cũng có thể xếp vào một trong hai nhóm này, tức là tự lực và tha lực. Tuy là chúng ta nói là tha lực nhưng cá nhân đó cũng phải có cái sự nỗ lực của chính mình. Ví dụ như pháp môn niệm Phật chẳng hạn, tuy là niệm danh hiệu Phật Di Đà nhưng cá nhân cũng phải có sự nỗ lực để đạt được cái trạng thái gọi là nhất tâm bất loại. Hoặc là trong tu tập của Mật tông chẳng hạn, phải có sự nỗ lực để làm thế nào, tuy là mượn cái câu thần chú nhưng tính tự thân của hành giả cũng phải đạt được cái sự tương ưng là tam mật tương ưng, thân khẩu ý. Thân thì bắt ấn, khẩu thì niệm thần chú, ý thì quán tưởng theo câu thần chú.
Vậy có thể chúng ta xếp vào Tịnh Độ Tông hay là Mật Tông vào cái trường phái là Tông là thiên về tha lực, còn Thiền Tông là thiên về tự lực. À, như vậy để đạt được sự giải thoát có hai yếu tố, đó là tự lực và tha lực. Tuy là nói tha lực nhưng ở đây chúng ta nên lưu ý là chính tự thân của hành giả cũng phải có cái sự nỗ lực không ngừng trong đó để đạt được mục đích là giải thoát. À, chúng ta bắt gặp ở đây đặc biệt là quan điểm của Phật giáo phát triển của Đại Thừa, đó là diệt trừ ác nghiệp thông qua từ bi của Bồ Tát. Chẳng hạn ví dụ như khổ nạn, chướng ngại hay là những tội trong vô lượng kiếp thì được tiêu trừ. Trong các loại nghiệp để đạt được cái quả báo tốt, thành tựu được công đức mà các vị Bồ Tát đạt được, quả báo của một vị Bồ Tát, ta cũng nhờ vào những thiện nghiệp và một cái mức độ nào đó ở trong cảnh giới thiên hay nhân, đạt được cái sự an ổn hay là tốt đẹp. Nhưng một vị Bồ Tát qua các thiện nghiệp, các vị thê xem đọc các chuyện tiền thân của Đức Phật Jataka, tức là các câu chuyện tiền thân Bồ Tát thực hành hạnh nguyện của mình, có nghĩa là hy sinh vì lợi ích của tha nhân. Chỉ trừ khi phát nguyện sinh vào các cảnh giới mà khổ đau để vì mục đích là giáo hóa tha nhân độ sinh, còn thông thường cái quả báo tốt đẹp của Bồ Tát đó là sinh về cõi lành, sinh vào những nơi gọi là tuyệt hảo tốt đẹp, ví dụ như cảnh thiên và cõi trời hay là cõi người. Và thông thường cái khái niệm về một bậc đại nhân của Ấn Độ, tức là một bậc có những tướng tốt như là 32 tướng tốt, trong đó Bồ Tát cũng là những vị có thể đạt được những tướng tốt này. Bởi vì hạnh Bồ Tát ở đây chúng ta thấy trong luận Câu Xá đề cập đến lý tưởng Bồ Tát, hạnh nguyện của Bồ Tát là những thành tựu của Bồ Tát khi sinh vào trong các cảnh giới, thì chúng ta thấy Bồ Tát qua các hạnh nghiệp của mình được sinh vào các gia đình phú quý, tức là gia đình thuộc giai cấp cao, là sắc đế lợi, gia đình giàu có. Ở đây nó qua một cái lý tưởng khác nữa, trong một điểm giáo lý khác ở trong Phật giáo, đó là lý tưởng Bồ Tát. Lý tưởng Bồ Tát hành những hạnh nghiệp hướng đến lợi tha. Và khi hành những hạnh nghiệp hướng đến lợi tha, trong đó có hai phương diện. Thứ nhất là cái nhu cầu về tri kiến tri thức của hữu tình. Thứ hai là nhu cầu vật chất của hữu tình. Có nghĩa là có những hữu tình cần về mặt tri kiến tri thức, vị Bồ Tát sẵn lòng chỉ bảo hướng dẫn.
nhân hữu tình cần về mặt vật chất thì Bồ Tát phải có đủ khả năng về vật chất. Cho nên ở đây chúng ta thấy được sinh vào các gia đình phú quý thuộc sắc đế lợi, tức là giai cấp lãnh đạo, giai cấp mà điều hành đất nước giàu có. Vì sinh vào gia đình này, vị Bồ Tát có thể là thực hành cái hạnh lợi tha của mình. Nên như các vị biết, chúng ta có phát khởi tâm bố thí, ví dụ kiến thức thì chúng ta bố thí tri kiến tri thức và tài vật, ta bố thí về tài vật. Mà nếu như chúng ta không có đủ tài vật để tự lo cho mình thì làm sao có khả năng để giúp đỡ tha nhân. Cho nên đây khi Bồ Tát hành những hạnh nghiệp tốt, sinh vào gia đình phú quý là để hoàn thành cái hạnh nguyện lợi tha của mình, tức là sinh vào sắc đế lợi Bà La Môn hay là trưởng giả giàu có. Nhưng quý vị xem lại kinh Di Ma Cật, trưởng giả Di Ma Cật hay là Bồ Tát Di Ma Cật đã hành những hạnh nghiệp sử dụng Ba La Mật để giáo hóa, sử dụng của cải vô lượng để nhiếp phục mọi người, sử dụng sự trì giới thanh tịnh để thu phục những người phá giới, sử dụng sự nhẫn nhục để nhiếp phục giáo hóa những người không kiềm chế kiểm soát được tâm tâm sân, sử dụng sự tinh tấn dũng mãnh để giáo hóa nhiếp phục những người lười nhác biếng nhác, sử dụng thiền định nhất tâm để thu phục giáo hóa những người tâm tán loạn, sử dụng trí tuệ để thu phục nhiếp hóa giáo hóa người thiếu trí. Vị thành tựu được quả vị Bồ Tát như là thành tựu được một cái địa vị lý tưởng, một con người lý tưởng ở trong xã hội, nghiệp việc làm hoàn thiện cái nghiệp tốt của mình, sinh ra trong gia đình phú quý Bà La Môn trưởng giả giàu có, để thông qua đó mà có thể hoàn thành cái hạnh nguyện của mình là người nam đầy đủ các căn. Thì chúng ta biết giữa đây không phải là phân biệt cái tính nhân giữa nam và nữ, thì cái sự dũng mãnh hay cái việc làm năng động hơn cũng như là đầy đủ các căn, không có bị khiếm khuyết, cũng là một việc tích cực ở trong khi được sinh ra là người có đầy đủ các căn, đặc biệt là có thể nhớ được các kiếp ở trong quá khứ, và điều nữa đó là không thoái thất tâm Bồ Đề, có nghĩa là khi phát tâm giác ngộ giải thoát, tu tập để đạt được giải thoát giác ngộ thì quyết chí tu tập chứ không có bị thoái thất. Nhưng mà vì cái mục đích mà lợi lạc cho tất cả chúng sanh, chúng ta đang nói nghiệp và thiện nghiệp của Bồ Tát, một vị Bồ Tát đạt được ở trong phẩm nghiệp và luận câu xá có đề cập đến. Đặc biệt là đối với vị phát tâm Bồ Tát thực hành hạnh nguyện lợi tha, cho dù gặp phải những hoàn cảnh, những nghịch cảnh, vị đó cũng không có dễ dàng bỏ cuộc, không có bỏ cuộc. Hay nói cách khác là vị Bồ Tát có thể kham nhẫn các khổ, tức là
không bao giờ khuất phục trước những thế lực mạnh hơn, hay là không có khuất phục thế lực ác. Một vị Bồ Tát thì luôn hành cái hạnh đó là độ lượng. Tuy đã thành tựu nghiệp công đức viên mãn, thù thắng, thế nhưng đối với vị này xem mình là một người bình thường, có nghĩa là không có cái vẻ là tự mãn, tự cho là đủ, thái độ là khen mình cho người chẳng hạn, có nghĩa là luôn xem mình là người bình thường, hay có thể là gánh vác hay là sẵn sàng gánh vác chịu những nỗi oan ức, là bị lăng nhục, tức là chấp nhận những sự vất vả là khó nhọc. Thì cái việc làm cái nghiệp ác đối với một ai là giết hại, là gây tổn hại đến một vị Bồ Tát có những công đức như vậy, thì tương đương với cái tội là vô gián, tức là chịu cái khổ đau lâu dài trong các cảnh giới bất thiện. Bởi vì một cái vị Bồ Tát là một vị mà hành hạnh lợi tha như vậy, không phải chỉ đem lợi ích cho chính vị đó mà còn đem lại lợi ích cho số đông, cho nhiều người, tạo cơ hội cho số đông, cho nhiều người tiếp cận với Phật pháp, tiếp cận với chân lý, nương vào chân lý tu tập để đạt được hạnh phúc an lạc. Trong các công đức thì có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, cái hạnh nghiệp của Bồ Tát khi thực hành các hạnh này. Ví dụ như là về bố thí thì đối với người thí thì như thế nào, phải có lòng tin, cái giới hạnh hiểu biết rộng lượng trí tuệ và có tiết độ, và không có tâm mong cầu. Ở đây chúng ta không có đi chuyên sâu vào cái các hạnh, các ba la mật của Bồ Tát, mà chúng ta chỉ xét qua trì giới và nhẫn nhục là xa lìa tánh tội và giá tội, dù thân thể có bị tổn hại, nhưng đối với một vị thực hành hạnh này thì không có khởi lên cái sân tâm. Tinh tấn tức là sự nỗ lực không ngừng trong huân tập thiện tâm để thành tựu định và tuệ, và đạt được ba loại phước, đó là thuận phước, thuận giải thoát và thuận huyết trạch phần, tức là đạt được sự cái quả khả ái của thế gian, đạt được giải thoát tức là đạt được quả niết bàn, đạt được thuận huyết trạch đó là gần cảm hóa thánh, đó là cái sự tu tập viên mãn, cái hạnh nghiệp viên mãn. Thông qua nghiệp, ý nghĩa và nghiệp, ảnh hưởng của nghiệp, năng lực của nghiệp, chúng ta có những nhận thức sau đây: nghiệp và trách nhiệm xã hội. Trong một cái câu nói, một nhà chính trị, nhà thơ, nhà văn có một cái câu nói cũng rất là có ý nghĩa, đó là mọi người là nghệ nhân của
chính mình. Mọi người là một kiến trúc sư của đời mình. Mỗi cá nhân là một kiến trúc sư của mình. Tức là ai trong chúng ta cũng đều phải xây dựng tương lai cho chính mình. Chính chúng ta là những kiến trúc sư của đời mình. À, nếu là một kiến trúc sư giỏi thì sẽ có đưa ra định hướng cho khéo định hướng cho tương lai. Còn nếu như kém thì sẽ hình thành cái tương lai nó không có tươi sáng. Ở đây nếu như chúng ta hiểu rõ về nghiệp, sự vận hành của nghiệp, thì mỗi cá nhân sẽ có trách nhiệm hơn với hành động của mình, ý thức hơn với hành động của mình ở trong xã hội. Tức là mỗi cá nhân khi hành nghiệp, khi thực hành thì chú trọng đến lợi ích của mình và người, là nghiệp và trách nhiệm xã hội. Nên là có những việc làm nó đem lại lợi ích, lợi ích chỉ cho riêng mình nhưng nó lại gây tổn hại với tha nhân, thì những việc làm đó, một cá nhân mà hiểu rõ về nghiệp sẽ có cái thái độ khi hành động. Đó là về trách nhiệm với mọi cá nhân nhận thức. Nghiệp và hệ thống giai cấp, ảnh hưởng của học thuyết nghiệp của Phật giáo đối với hệ thống giai cấp. Như chúng ta đề cập và từ đầu giới thiệu vào phẩm nghiệp này, chúng ta nói rằng học thuyết nghiệp của Phật giáo là một học thuyết cải cách xã hội Ấn Độ, cũng như thông qua lý thuyết và thực hành của Phật giáo thì cánh cửa giáo đoàn không có phân biệt mà mở rộng cho mọi thành phần của xã hội được gia nhập, được trở thành thành viên của giáo đoàn, miễn là người đó có hảo tâm xuất gia và không có vướng bận những vấn đề pháp lý liên quan đến xã hội. Học thuyết nghiệp là một sự cải cách đánh mạnh vào hệ thống giai cấp của Ấn Độ. Trong kinh tập Kinh Kẻ Bần Tiện thì có nói rõ về nghiệp như sau: Bần tiện không vì sanh, phàm chí không vì sanh, do hành thành bần tiện, do hành thành phàm chí. À, chúng tôi giải thích cái đoạn trích. Đoạn trích này các vị về tra trong kinh tập chương 1, Kinh Kẻ Bần Tiện. Trong đó có nói rõ về nghiệp. Với đoạn trích: Bần tiện không vì sinh, phạm chí không vì sanh, do hành thành bằng tiện, do hành thành phạm chí. Cái nghĩa đoạn trích này như sau: khi mà một hữu tình sinh ra rơi vào cái hoàn cảnh bằng tiện, tức là khổ, gia đình khó khăn, khổ sở, hay là sinh ra được trong gia đình giàu có, phạm chí tức là bà la môn, cái giai cấp cao, không phải do sanh ra mà bị như vậy, mà đó là do hành, tức là do nghiệp, do nghiệp đã tạo ở trong quá khứ. Ví dụ như tạo nghiệp nhân bất thiện cho nên đời này sinh ra trong gia đình bần tiện,
Do tạo nhân tốt, nghiệp tốt cho nên sinh ra trong gia đình phạm chí, chứ không phải do định mệnh, do sắp đặt của một đấng tối cao nào. Có nghĩa là khác với Bà La Môn cho rằng có một đấng tối cao tạo ra vạn vật, sắp xếp định sẵn con người không có thể thay đổi được. Chúng ta thấy kỳ na giáo cũng có cái thái độ tích cực khi nhìn nhận về nghiệp. Kỳ na giáo cũng bác bỏ chủ trương là phạm thiên tạo vật. Kỳ na giáo cũng có cái cách hóa giải nghiệp của mình, diệt trừ nghiệp thông qua khổ hạnh và ép sát. Và cái cách tu khổ hạnh ép sát này, chúng ta thấy nó có ảnh hưởng rất lớn đến triều đình, đến người dân. Cho nên nhiều người có cái sự ủng hộ về pháp tu khổ hạnh ép sát này. Cho nên nếu như các vị tham khảo thêm cái phần mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra năm pháp có tính là cực đoan, tính khổ hạnh khắc khe, để thỉnh Đức Phật là áp dụng cho giáo đoàn thì Đức Phật không có chấp nhận. Ví dụ như là một trong những pháp đó là phải ở trong rừng mãi, không có nhận cái nhà hay là cái nơi trú ngụ của thí chủ cúng cho, rất là cực đoan. Nhưng chúng ta thấy cái sự tồn tại của giáo đoàn Đề Bà Đạt Đa trong khoảng thời gian sau này, như cái sự ghi chép của Ngài Pháp Hiển trong Phật Quốc Ký, rồi đó là cũng có cái sự ảnh hưởng, cái trào lưu về khổ hạnh đương thời, tức là ảnh hưởng đến triều đình. Có một số vị vua là ủng hộ cái việc thực hành khổ hạnh, là người dân ủng hộ việc thực hành khổ hạnh. Kỳ Na giáo hóa giải nghiệp thông qua việc thực hành khổ hạnh. Chúng ta thấy Đức Phật trong thời kỳ đầu, thời gian đầu 6 năm tìm cầu giải thoát giác ngộ cũng có trải qua những pháp tu khổ hạnh ép sát. Thì hóa giải nghiệp theo quan điểm của Kỳ Na giáo đó là diệt trừ nghiệp thông qua khổ hạnh ép sát. Chúng ta tìm hiểu ngắn về chủ trương của Bà La Môn giáo để chúng ta thấy cái thái độ, cái tính tích cực của học thuyết nghiệp và Phật giáo. Bà La Môn giáo chủ trương là giai cấp không chấp nhận sự bình đẳng, có nghĩa là con người sinh ra do sự sắp đặt cho nên có cao thấp ở trong xã hội. Và Bà La Môn giáo là thượng đẳng, là cao quý, là thánh, khác với chủ trương của Phật giáo. Cái sự khác biệt đó là do nghiệp, không phải do sự sắp đặt của đấng tối cao nào. Không phải trong giai cấp tối cao thì toàn những người tốt, mà trong giai cấp cao đó cũng có những người phạm các tội như là sát sinh, trộm cắp. Không phải chỉ giai cấp thấp mới có những người phạm phải những tội đó, mà trong giai cấp cao cũng có những người hành những nghiệp xấu, sát sanh, trộm cắp. Trong giai cấp thấp vẫn có những người tốt, người đạo đức. Theo chủ trương của Phật giáo thì đạo đức đó là sự cao quý, thánh nhân. Có đạo đức trở thành người cao quý, trở thành bậc thánh nhân là nhờ vào, là do sự tu dưỡng
không phải do sinh ra trong giai cấp cao mà người đó trở thành đạo đức hay là thánh nhân. À, người có đạo đức, có sự cao quý là nhờ trải qua cái sự tu dưỡng. Như vậy, qua cái sự vận hành nghiệp, có thể chúng ta tạo những quả, những nhân, có thể là nhận lấy quả trong hiện tại, có thể nhận lấy quả trong tương lai gần hoặc là tương lai xa. Như vậy cái quả báo đó có phải chính chúng ta nhận lấy quả báo đúng với những gì mình tạo ra trong quá khứ hay không? Có phải giống y với những gì mình tạo ra trong quá khứ hay không? Ở đây, con người có thể chuyển nghiệp quá khứ, tức là làm cho nhẹ đi, hạn chế và có khả năng là tiêu trừ. Tức là nếu như mà chúng ta nói chịu quả báo theo đúng với những gì mà mình đã tạo thì sẽ không có đời sống tôn giáo, không có cơ may để đoạn trừ toàn bộ khổ não. Mà cái quả báo cái người nhận lấy đó nó thích ứng là tương đương với những hành vi mà mình đã tạo. Như vậy cho nên có đời sống tôn giáo, có cơ may để đoạn trừ toàn bộ khổ não. Như vậy ở đây chúng ta nói rằng cái quả báo mà con người nhận lấy ở trong tương lai gần hoặc xa đó là nó tương đương với thích ứng với hành vi. Có nghĩa là đôi khi thông qua những việc làm thiện lành tốt thì cái quả báo đó nó giảm nhẹ đi. Chứ nếu như nói rằng nó đúng với y với những gì đã tạo thì sẽ không có đời sống tôn giáo, không có cơ may để đoạn trừ toàn bộ khổ não. Có nghĩa là đời sống tôn giáo tức là sự tu tập, sự thay đổi, sự thay đổi để cho cái cuộc sống, cái hành giả tu tập đó ngày một tiến bộ hơn, tích cực hơn. Chính cái sự thay đổi hành vi, cái việc làm, cuộc sống đạo đức đó nó sẽ chuyển hóa. Ví dụ như một người làm những việc ác, xấu ác, sau có cơ may tiếp cận với chân lý, rồi hồi tâm, chuyển ý, thì sẽ làm giảm nhẹ cái nghiệp đi. Điều này chúng ta cũng dễ hiểu. Ví dụ như trường hợp một người mà phạm tội rồi bị hình phạt, bị tù đầy bao nhiêu năm chẳng hạn, trong cái thời gian mà cải tạo, làm bị giam cầm tại cải tạo đó, thì có cái thái độ tích cực là những việc làm tích cực, hồi tâm chuyển ý, thì số năm, cái số lượng năm tù giam đó cũng sẽ giảm đi. Và ở đây chúng ta thấy trong trường hợp một đệ tử của Đức Phật, đó là Ngài Angulimala, tiếng Hán dịch là vô não. Cái trường hợp này để nói đến cái sự tu tập chuyển ý, hồi tâm chuyển ý, cái vị làm ác nhờ cái sự tu tập có thể thay đổi được và có thể chứng đạt được quả vị thánh. Thì câu chuyện về vị đệ tử của Đức Phật là Ngài Angulimala thì các vị có thể tham khảo thêm. Và đại ý là vị này
trước đây theo người thầy xấu, cho nên chỉ bày cái phương pháp là giết người, xỏ sâu cái ngón tay để được cái số lượng nhất định nào đó, thì sẽ được dạy cho pháp tu, có nghĩa là tin theo thầy tà. Đức Phật muốn chuyển hóa vị này, thì vị này giết cái số lượng rất nhiều, thiếu một người nữa. Bữa đó Đức Phật đi ngang qua cái khu rừng đó, vì cái vị Angulimala này giết nhiều người, cho nên dân chúng cũng tránh không đi qua cái con đường khu rừng đó nữa, cho nên vị này cũng khó để giết được người nữa. Đức Phật muốn giáo hóa, cho nên ngày đó đi ngang qua khu rừng này. Với cái bước đi thong thả chậm rãi, nhưng Angulimala đi chạy rượt theo nhưng không kịp. Thì Angulimala mới gọi theo Đức Phật là nói hãy dừng lại. Hãy dừng lại. Đức Phật nói ta đã dừng lại từ lâu. Cái câu, cái ý nghĩa Đức Phật nói đã dừng lại từ lâu, tức là ý nghĩa là đã buông bỏ, đã ác nghiệp từ lâu. Ở đây Angulimala rượt theo không kịp, Đức Phật mới trả lời là ta đã dừng bỏ từ lâu rồi. Ta đã dừng lại, cái câu dừng lại của Angulimala là dừng bước lại. Cái ý nghĩa Đức Phật nói ra là ta đã dừng lại từ lâu, tức là đã buông bỏ ác nghiệp từ lâu. Và qua cái cuộc đối thoại, Đức Phật chuyển hóa được Angulimala với cái sự nỗ lực tu tập. Angulimala đạt được thánh quả. Như vậy ở đây để nói lên rằng tạo ác nghiệp thì dĩ nhiên sẽ có nhận lấy quả, nhưng quả nó tương ứng có thể là nhẹ hơn, vì cái người tạo nghiệp đó đã có cái sự hối cải, có sự tu tập để chuyển hóa nghiệp. Cái nội dung thứ ba trong phần 8 này đó là giáo lý nghiệp và đạo đức. Tức là học thuyết nghiệp và liên quan đến đạo đức học. Chúng ta thấy có nhiều chủ trương về nghiệp, và có những chủ trương cho rằng nghiệp nó có những yếu tố siêu hình, có những chủ trương cho rằng nghiệp nó là siêu hình, có chủ trương cho rằng nghiệp là đạo đức. Và xét về cái thuật ngữ này cũng như cái ý nghĩa nghiệp theo chủ trương của Phật giáo, thì nó mang cái ý nghĩa đạo đức, những yếu tố đem lại đạo đức hơn là những yếu tố siêu hình như là học thuyết định mệnh. Karma có ý nghĩa là đạo đức hơn là siêu hình. Nếu các vị tóm tắt học thuyết về nghiệp này thì các vị thấy những điểm, những yếu tố đạo đức tiềm ẩn ở trong học thuyết nghiệp của Phật giáo. Yếu tố thứ nhất là quả tương thích với nhân. Tương thích tức là tương ứng giống với nhân, tạo nhân bất thiện thì kết quả đem lại bất thiện, tạo nhân thiện thì có kết quả thiện tốt lành, nên quả tương ứng với nhân. Như vậy cho nên con người cẩn trọng trong hành động của mình, trong nghiệp của mình, đó là yếu tố đạo đức. Thứ hai, nghiệp là nguyên nhân của sự đa dạng. Hữu tình ở trong các cảnh cõi không giống nhau,
khác nhau về thân phận. Đó là do nghiệp tạo trong quá khứ của hữu tình chúng sanh đó. Nó không có than trách, đó là do chính cá nhân tạo ra. Nên trong kinh lúc nãy chúng ta trích đó, chủ nhân của nghiệp, thừa tự của nghiệp, là người chủ của nghiệp, là người nhận lấy nghiệp. Do vậy cho nên là hữu tình chúng sanh, là cẩn trọng trong nghiệp của mình. Do thiếu hiểu biết và nghiệp ác phát sinh, vô minh đây là kém trí, thiếu hiểu biết, kém trí hay là vô trí. Trí tuệ diệt trừ vô minh. Có trí, vô minh sẽ tự xua tan. Nên trong Phật giáo gọi là lấy cái câu là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đó là một vị A-la-hán gọi là ứng cúng, xứng đáng nhận sự cúng dường của chư thiên và loài người. Vị A-la-hán là vị có đầy đủ trí tuệ và đức hạnh, có trí và đức, nên phải có đủ hai yếu tố, đó là trí và đức, trí tuệ diệt trừ vô minh. Đó là những yếu tố gọi là đạo đức, yếu tố đem lại đạo đức. Trọng tâm của đạo đức là làm lành, lánh dữ, xa lìa việc xấu ác. Và cái lập trường của Phật giáo đó là tự lợi và lợi tha. Rồi trước tiên là tu tập, trau dồi kiến thức, đầy đủ khả năng, năng lực cho chính tự thân mình, rồi tiếp đến là đem lại lợi ích cho tha nhân. Cho nên trong luận thành Phật, cái phẩm gọi là Tam Nghiệp, có nói lên cái ý liên quan đến quan điểm về đạo đức, quan điểm về lợi tha, quan điểm đem đến sự an lạc cho mọi người. Đó là làm cho người khác được vui thì gọi là háo, cũng gọi là thiện, cũng gọi là phúc. Như vậy đem lại lợi ích cho tha nhân thì dĩ nhiên đó là đem lại sự an lạc, đem lại niềm vui cho tha nhân. Đó là hảo, là thiện, là phúc. Và khi làm một việc gì đó đối với mình, dù có thể là không lợi ích, nhưng có thể là đem lại lợi ích cho tha nhân, thì cái vui của tha nhân chính là cái hạnh phúc của mình, tức là tự lợi. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái quan điểm về đạo đức của Phật giáo là có tính hướng đến số đông. Như chúng ta thấy những hoạt động tích cực trong xã hội của Phật giáo, tất cả đem lại lợi ích an lạc cho số đông và nhiều người. Quan điểm về đạo đức của Phật giáo là hướng đến không phải chỉ mình người mà nhiều người có được lợi ích an lạc. Nội dung thứ tư, nghiệp và thuyết định mệnh. Có một khoảng thời gian có quan điểm cho rằng nghiệp là định mệnh, tức là
định sẵn ở trong quá khứ và có sự tác động của một quyền năng từ một đấng tối cao hay là một năng lực siêu nhiên nào đó. Nhưng ở đây theo chủ trương nghiệp của Phật giáo thì chúng ta thấy rõ ràng bài kệ đầu tiên ở trong phẩm Phân Biệt Nghiệp: thế biệt do nghiệp sanh, tư cập tư sơ tác, tư tức thì ý nghiệp, sơ tác vị thân ngữ. Tư là ý nghiệp hay là thân nghiệp, khẩu nghiệp. Tư nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp là nó của chính mỗi cá nhân. Nên ở đây nói nghiệp chính là hành động của cá nhân. Ngay từ đầu định nghĩa rất là rõ ràng, giải thích rất là rõ ràng. À, không có một cái quyền năng tối cao hay là một năng lực siêu nhiên nào đó. Cho nên đây nói nghiệp đó là sự nỗ lực của cá nhân. Thứ năm là ảnh hưởng của nghiệp. Chúng ta thấy xã hội ngày nay việc làm của một cá nhân có thể ảnh hưởng đến số đông. Một việc làm của một cá nhân có thể là ảnh hưởng đến số đông, và đặc biệt ví dụ như là quý vị đó có tầm ảnh hưởng, có tiếng nói, cái sự quyết định, cái thái độ của một cá nhân như vậy là thừa ảnh hưởng đến chẳng những số đông ở tại một quốc gia và còn có thể là nhiều quốc gia. Thì phần này các vị có thể suy luận những cái sự xảy ra ngày nay ở trong xã hội, thì các vị có thể biết được cái việc làm của một quốc gia, việc làm của một người lãnh đạo, là việc làm của mỗi cá nhân mà có tầm ảnh hưởng thì nó sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến với mọi người, tức là nghiệp ảnh hưởng đến xã hội như thế nào. Và chúng ta thấy xã hội ngày một phát triển thì các mối quan hệ tương quan với nhau chặt chẽ hơn, nhanh hơn. Ví dụ như trước đây thì một cái việc làm một cá nhân nó không có ảnh hưởng rộng. Và ngày nay thông qua những cái phương tiện truyền thông chẳng hạn, một việc làm của một cá nhân, một lời nói, một quyết định có thể ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến toàn cầu. Cho nên nói hành động là nghiệp của cá nhân có thể ảnh hưởng lớn đến số đông, ảnh hưởng lớn đến nhiều người. Thông qua bài nghiệp này chúng ta có cái phần tổng kết lại cũng như là có những nhận định đánh giá thông qua học thuyết nghiệp của Phật giáo, thì chúng ta có thể là giải thích được những cảnh giới cũng như hữu tình, nguồn gốc của cảnh giới và hữu tình, tức là sự đa dạng của hữu tình. Hữu tình sinh vào các cảnh giới như thế nào, thân phận hữu tình như thế nào, đó là do nghiệp, do việc làm của cá nhân đó. Nghiệp điều hành cuộc sống, tức là cái việc làm của mỗi cá nhân nó ảnh hưởng, chi phối cái cuộc sống của chính cá nhân đó cũng như là những người xung quanh. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ và sống đúng, hiểu rõ về biệt nghiệp, hiểu rõ về cộng nghiệp. Và biệt nghiệp là nghiệp của mỗi cá nhân, cộng nghiệp là nghiệp
chung của một cộng đồng, một số đông trong một tổ chức biệt nghiệp cộng nghiệp. Đôi khi biệt nghiệp nó ảnh hưởng đến mọi người, nó trở thành cộng nghiệp của mọi người. Ví dụ như một người làm sai, nó ảnh hưởng đến nhiều người. Học thuyết về nghiệp của Phật giáo đó là một thông điệp về sự bình đẳng. Mọi người đều bình đẳng trước nghiệp lực, cho dù người đó thân phận ở trong giai cấp thấp hay là được sinh vào trong giai cấp cao, nhưng đều bình đẳng trước nghiệp lực. Nếu như một hữu tình, một chúng sanh sống, hiểu và hành động đúng, có ý nghĩa với những gì mình hiểu biết đó, thì xã hội sẽ ổn định, xã hội sẽ có cái sự bình đẳng. Đặc biệt nếu như chúng ta hiểu rõ về cái thời gian thọ hóa báo thì nó có khác nhau, chúng ta sẽ không có cái sự thắc mắc tại sao một người làm những điều tốt, điều thiện mà lại có những kết quả không có được như ý. Chúng ta phải hiểu rằng kết quả của nghiệp có thể là đến trong hiện tại, quả đến trong tương lai gần hoặc tương lai xa, cho nên cái thời gian thọ quả có khác nhau. Nên có thể là cái người đó làm việc tốt trong hiện tại nhưng trong tương lai gần lại nhận lấy cái quả xấu, là do những cái hành nghiệp ở trong quá khứ. Đó là một số cái ý nghĩa liên quan đến nghiệp. Và tóm lại về học thuyết nghiệp thì chúng ta thấy cái thuật ngữ nghiệp, chủ trương về nghiệp đã có mặt rất sớm, ngay cả trước khi mà sách gia Aryan xâm chiếm Ấn Độ. Và học thuyết về nghiệp đối với mọi tôn giáo cũng như là trường phái triết học thì chủ trương có khác nhau. Rồi khi hiểu được cái sự vận hành của nghiệp thì mỗi cá nhân sống và hành động theo cái sự hiểu biết của mình đó thì sẽ nhận thức rõ được cái cuộc sống, cái sự đa dạng hữu tình ở trong thế gian này và có được cái cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Đó là một số cái bài giảng liên quan đến phẩm nghiệp, cái nội dung liên quan đến phẩm nghiệp. Và trong cái loạt bài giảng thì chúng tôi dành một số lượng lớn thời gian giới thiệu về Bộ Luận Câu Xá, chỉ có một buổi hôm nay để giới thiệu về một phẩm ở trong Luận Câu Xá. Thì vừa rồi các vị đã làm bài thu hoạch luận văn kỳ cuối môn này, thì các vị nhớ về ôn cái phần triết học của Luận Câu Xá cũng như là cái phần bài nghiệp mà chúng ta học hôm nay. Các vị có thể đưa ra các câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho các vị bằng cách là các vị gửi cái phần chat và cái message qua chat để tôi sẽ trả lời, các vị mở microphone lên để hỏi, chúng tôi sẽ trả lời cho các vị. Đặc biệt là nó liên quan đến
nội dung bài cũng như là liên quan đến vấn đề thi cuối môn của môn này. Đi vô con. Cho các vị 30 giây. Nếu các vị ngại không có hỏi thì các vị có thể gửi câu hỏi về địa chỉ email thichgiachiepvn@gmail.com liên quan đến nội dung bài. Các vị có thể gửi câu hỏi, gửi những ý kiến phản hồi về địa chỉ email thích giác hiệp vn vn là viết tắt của Vĩnh Nghiêm là Việt Nam a@gmail.com. Có một câu hỏi liên quan đến nội dung kiểm tra cuối môn và các vị có bị hỏi là thượng tọa có thể cho chúng con các câu hỏi thi cuối kỳ cụ thể không ạ? Thì cái này trước tiên thì chúng tôi giới hạn trong cái phạm vi các cái bài giảng, đặc biệt là bài nghiệp cũng như là cái phần triết học của luận câu xá, thì các vị cố gắng ôn lại cái phần đó để học liên quan đến nghiệp, liên quan đến triết học luận câu xá. Có quỷ gửi nhầm cái gì vậy? Nếu phần ôn là câu xá luận, bạch thượng tọa giới hạn cho chúng con phần nội dung vì phần lượng lớn quá, không biết nên bắt đầu từ mục nào. Ở đây các vị cứ hiện thời thì các vị ôn phẩm phân biệt nghiệp chúng tôi vừa giảng. Phẩm phân biệt nghiệp. Phẩm phân biệt nghiệp thì chúng ta học vào buổi chiều hôm nay thì cũng không có gì là nhiều lắm. Rồi vậy thì các vị về ôn cái phần phân biệt nghiệp. Chúng ta hồi hướng kết thúc môn ở đây. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phần phẩm phân biệt nghiệp, quý vị mới hỏi là phần phân biệt nghiệp thì trong này có tất cả là cũng 7-8 cái nội dung ở trong đó, các vị cố gắng về ôn cho kỹ trong các phần mà chúng tôi đã nêu ra đó. Recording stopped.